Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của PC Gaming. Mình hôm trước mình lại nhận một câu hỏi nữa rất là hay của một bạn ấy gửi cho mình. Bạn ấy bảo mình là: anh ơi, do tính chất của công việc mà em hay phải di chuyển thì em có thể cài Win với tất cả phần mềm làm việc của em cần thiết vào USB để mang đi sử dụng như máy tính ở nhà được hay không? Thì đây là một cái câu hỏi mà mình nghĩ là ở thời điểm hiện tại sẽ có rất là nhiều bạn cùng thắc mắc, bởi vì bây giờ cuộc sống hối hả gấp gáp và các bạn liên tục di chuyển thì cái đấy là điều đương nhiên thôi. Thì USB bây giờ cái dung lượng của nó cũng rất là lớn rồi và tốc độ nó không còn nhỏ như ngày xưa nữa, tốc độ truyền tải dữ liệu giờ nó cũng rất mạnh, nó có 3.0, 3.1 và 3.2 rồi, có cả Type-C nữa, Thunderbolt các thứ, thì nó cái tốc độ của nó rất là nhanh, nên là cái thắc mắc này và những cái yêu cầu này ở cái thời điểm hiện tại nghe nó rất là khả thi luôn phải các bạn. Và nó có khả thi thật hay không thì bây giờ chúng ta sẽ test thử cái biết ngay các bạn nhé. Ok các bạn nha, mình đã cắm con main của mình với cái USB này. USB này chưa có Win đâu. Đấy, cắm vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ cài Win vào con USB này và test tốc độ xem nó chạy như nào các bạn nhé. Cài Win thì có rất là nhiều cách. Và hôm nay mình sẽ cài bằng cách nhanh nhất, đó chính là mình sẽ vuốt thẳng cái hệ điều hành Win 10 của mình ở con USB này sang thẳng cái kia để xem nó chạy như nào các bạn nha. Và xem nó, liệu nó có bút được không. Ây, cắm Win luôn đó. Giật đấy. Ok các bạn nhé, như vậy là chúng ta đã cài xong Win. Giờ mình sẽ rút cái USB có bộ cài ra, chúng ta sẽ xem nó có boot được lên Win không. Lên Win luôn. Bây giờ thì mọi thứ nó đã thuận lợi hơn trước ngày xưa rất nhiều rồi, nên cái việc này là hoàn toàn bình thường các bạn nhé. Chủ yếu là lát nữa chúng ta phải kiểm tra xem tốc độ nó có đáp ứng được cái nhu cầu hay không thì chúng ta mới biết được. Ok các bạn nha, như vậy là em nó đã boot được lên này. Đấy, không có cái ổ nào cả, chúng ta dùng hoàn toàn bằng USB và đã boot được lên Win rồi. Và mình sẽ mở thử cho các bạn xem nha. Đấy, mở My Computer thì cũng khá là nhanh. Rồi chúng ta sẽ mở thêm ứng dụng này, các bạn nhìn mở Word ấy các bạn, tốc độ thì các bạn cảm thấy nó như nào? Là vẫn đơ nhé, chưa sử dụng được. Đấy. Sau khi mở xong thì hoạt động thì cũng bình thường thôi các bạn ạ. Chỉ có lúc mở là cũng đấy, lúc mở và lúc đóng. Bấm mấy lần rồi chưa đóng được các bạn nhé. Nói chung là với cái phần thử nghiệm chỉ mở ứng dụng là soạn thảo văn bản thôi, là các bạn có thể thấy là cái phần việc mà chúng ta sử dụng qua cái USB này nó chưa khả thi đâu các bạn ạ. Đấy, mặc dù tốc độ nó khá cao, USB không này. Đấy, nếu mà các bạn vẫn muốn phải sử dụng qua USB này thì tốt nhất là các bạn chơi theo kiểu như này các bạn này. Các bạn mua một cái dock mà bên trong nó là cái ổ SSD NVMe. Đấy, cắm qua USB này, USB 3.0, hoặc các bạn cắm qua chuẩn Type-C C2C thì nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng ở mức cơ bản các bạn nhé. Chứ còn USB bình thường như này này, cắm qua đây nó vẫn còn khá là xa để có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng bình thường. Cái tốc độ như này mình thấy nó còn chậm hơn cả so với sử dụng cái ổ cứng thường ngày xưa này. Đấy, chậm hơn cả cái tốc độ sử dụng ổ cứng thường, nên là nó cũng không ngon lành đâu các bạn. Đấy, muốn ngon lành hẳn thì các bạn nên sử dụng một cái kiểu như này. Mình sẽ thử cho các bạn bút qua cái này, các bạn sẽ thấy tốc độ nó sẽ khác như thế nào nha. Tắt máy cũng lâu các bạn, máy chưa ngắt, vẫn còn đang nháy đọc, chưa thua các bạn. Mặc dù cái này là chuẩn 3.0 rồi đấy các bạn, chúng ta chỉ còn 3.1 và 3.2 nữa, 3.2 nó sẽ cao hơn một chút, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng không cải thiện được nhiều đâu. Vẫn chưa tắt máy, máy vẫn chưa thèm tắt, bây giờ mới tắt hẳn này. Đấy, mình sẽ rút nó ra và thay bằng cái này các bạn nhé, thay cáp xịn này cắm cho nó nhanh. Đấy, bật máy này. Đấy, chúng ta sẽ chờ xem nó boot có nhanh hơn so với USB thường nhiều không. Đó, nó boot nhanh hơn so với cái USB thông thường khá là nhiều luôn các bạn nhé. Mở My Computer này. Đấy, chạy nhanh hơn. Mình sẽ mở boot lên nhá. Không có hiện tượng bị đứng đứng như vừa nãy các bạn nhé.
Cái này là mặc dù là vẫn chưa khởi động xong đâu, nhưng mà mình mở Word đó, nó khởi động nhanh hơn so với con kia rất là nhiều luôn. Mở lên này, gõ này, và đóng lại nha. Đó, đóng được ngay lập tức, tốc độ nó cao hơn khá là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ test thử tốc độ xem nó như nào nhé. Chúng ta sắp có kết quả ra đây các bạn nhé. Nhưng mà chúng ta nhìn qua đây thì cũng có thể đoán được cái tốc độ của nó như nào rồi. Tốc độ này là không bằng ổ cứng thường. Ổ cứng thường nó sẽ có khoảng tốc độ khoảng 100 mê các bạn nhé. 100 mê so với ở đây có 40 mấy mê này này là khá là thấp. Mặc dù vậy, tuy nhiên thì khi mà chúng ta sử dụng ở mức độ bình thường ấy thì nó vẫn có thể đáp ứng được như Word Excel như này. Đấy, nếu mà các bạn nào mà làm văn phòng thì với cái tốc độ mở ứng dụng như này là được, chấp nhận được các bạn nhé. Không hề chậm đâu. Còn nếu như các bạn mà có cái ổ mà nó có cái chuẩn tai C2C thì nó sẽ nhanh hơn khá là nhiều nữa so với cái chuẩn 3.0 bình thường như này các bạn nhé. Tuy nhiên nó cũng chưa phải là thật sự khả thi. Các bạn nào cần thiết hẳn thì hãy thử thôi các bạn nhé. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.